Đất nước Việt Nam đang ở trong những tháng ngày cao điểm của cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong cuộc chiến đó, cả hệ thống chính trị cũng như toàn thể người dân Việt Nam cùng nhau chung sức, chung lòng để hướng đến mục tiêu duy nhất, chiến thắng giặc COVID-19. Những ngày và những tháng trôi qua, cuộc chiến chống giặc COVID-19 tại Việt Nam là một bức tranh với nhiều màu sắc mà những gì Việt Nam đã làm được và đang làm khiến cho bạn bè quốc tế phải nể phục, học hỏi và họ phải thốt lên rằng chuyện gì đang xảy ra tại Việt Nam vậy? Những câu chuyện đã và đang xảy ra ở Việt Nam trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19 là những câu chuyện thật đặc biệt mà có lẽ không một quốc gia nào có được. Kênh Việt Nam Thời báo. Khác với Trung Quốc, Ý, Nhật Bản, Iran hay Hàn Quốc đang ghi nhận hàng chục ngàn, hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn ca nhiễm COVID-19. Trung Quốc và Ý có số người tử vong lên đến hàng nghìn, Nhật Bản và Hàn Quốc đều ghi nhận những ca tử vong, thì Việt Nam đang cho thấy ở thời điểm hiện tại chưa có ca tử vong nào do COVID-19 gây ra. Gần 7.000 người Việt Nam đã được đón về từ khắp nơi trên thế giới. Chính phủ Việt Nam luôn cân nhắc đến phương án đón công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch và sẽ hỗ trợ 100% chi phí di chuyển. Chúng ta không khỏi bùi ngùi, xúc động và tự hào khi thấy những chuyến máy bay đi từ tâm dịch chở những người con xa quê trở về đất nước an toàn. Trong khi đó, chính phủ của nhiều quốc gia chưa hề có những động thái gì đối với việc đón công dân nước mình ở tâm dịch trở về nước. Hoặc đối với một số nước phát triển khác, ví dụ như Mỹ hay Nhật, thì công dân của họ phải chi trả khoản tiền này. Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả 100% chi phí điều trị cho tất cả các trường hợp dương tính với COVID-19 là người Việt Nam. Đối với người nước ngoài, chính phủ chi trả tiền xét nghiệm và cách ly. Ngoài ra, những trường hợp cách ly bất kể là người Việt Nam hay người nước ngoài đều được miễn phí ăn uống. Trong khi đó, ở Mỹ, một bệnh nhân tên là Danny Askini đã phải trả hóa đơn $35,000, tương đương với hơn 800 triệu tiền Việt Nam sau khi được chữa khỏi COVID-19. Với hệ thống các trung tâm nghiên cứu được đầu tư bài bản, trang thiết bị khoa học hiện đại khắp cả nước, cùng với đó là đội ngũ y bác sĩ, các nhà khoa học xuất sắc được đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước, Việt Nam đã nhanh chóng đẩy mạnh việc nghiên cứu, xét nghiệm vaccine cũng như bộ kit xét nghiệm COVID-19. Cho đến nay, Việt Nam là một trong những quốc gia sản xuất thành công bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 và đã được cấp phép đưa vào sử dụng trong thời gian 6 tháng tới đây. Cho đến nay, đã có rất nhiều quốc gia đặt hàng bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 của Việt Nam, trong đó có rất nhiều quốc gia phát triển. Sau khi có quyết định chính thức sử dụng một số doanh trại của các đơn vị trong quân đội, bộ đội Việt Nam tại các vùng biên giới cách ly công dân trở về từ vùng dịch đã vào rừng lập trại, sinh hoạt trong rừng, nhường doanh trại cho dân, kiểm soát vượt biên trái phép. Hiện trên thế giới chưa quân đội nào làm được điều tương tự. Hơn 280 y bác sĩ đã về hưu ở Hà Nội, tình nguyện xin được tham gia chống COVID-19. Họ dù đã được nghỉ ngơi sau bao nhiêu năm cống hiến cho ngành y, nhưng khi đất nước cần, họ không quản ngại khó khăn, nguy hiểm để tiếp tục cống hiến cho đất nước. Bởi hơn lúc nào hết, những y bác sĩ đó hiểu được rằng kiến thức, kinh nghiệm của mình là những điều quý giá mà đất nước đang cần trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, hơn 600 sinh viên ngành y, dược năm cuối cũng tình nguyện tham gia chống COVID-19 trên khắp mọi miền đất nước. Những sinh viên y dược đó quyết đem tuổi trẻ và kiến thức ngành y của mình cống hiến cho đất nước. Nhưng việc làm đó, liệu các quốc gia khác có làm được hay không? Một khách sạn 4 sao tại Quảng Ninh đã chủ động xin làm cơ sở cách ly 157 người. Thực đơn tại cơ sở rất chất lượng, mỗi bữa trị giá 180.000 đồng. Bên cạnh đó, còn rất nhiều khách sạn ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cũng tình nguyện sử dụng cơ sở vật chất của mình làm nơi cách ly người trở về từ vùng dịch.
Công ty sữa Việt Nam Vinamilk ủng hộ 10 tỷ đồng mua vật tư thiết bị sinh phẩm, y tế phục vụ công tác xét nghiệm, phát hiện nhanh virus corona chủng mới. Tập đoàn Hòa Phát cũng ủng hộ 5 tỷ đồng chuyển tới quỹ của Bộ Y tế và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Tập đoàn FPT đóng góp 2.000 chỗ cách ly tại ký túc xá của Tổ chức Giáo dục FPT tại Hòa Lạc và 20 tỷ đồng mua trang thiết bị y tế thiết yếu như máy thở, buồng khử khuẩn, đồ bảo hộ y tế. Doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn ủng hộ 35 tỷ đồng. Ca sĩ Hà Anh Tuấn quyên góp 2 tỷ cho 3 phòng áp lực âm. Diễn viên Chipu quyên góp 5.000 đồ bảo hộ, 1 tỷ đồng để lắp đặt phòng áp lực âm. Hoa hậu Mai Phương Thúy thay mặt một doanh nghiệp mà cô là gương mặt đại diện ủng hộ 20 tỷ đồng cùng nhà nước chống dịch. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân đã phát huy trách nhiệm của mình cùng chung tay ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ngay trong ngày 19 tháng 3, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đại diện tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ các cơ quan, đơn vị, các tập đoàn, tổng công ty ở trong và ngoài nước với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày kêu gọi. Đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến chống giặc ngoại xâm để giành độc lập, thống nhất đất nước và cũng trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 cũng chính là một trong những khó khăn, thử thách đối với chúng ta. Trong cuộc chiến đó, cho dù đất nước còn có những khó khăn nhất định, nhưng Đảng, Nhà nước Việt Nam và người dân luôn xác định cuộc chiến này không có ai bị bỏ lại phía sau. Đất nước vẫn mở rộng vòng tay, đón những người con trở về từ khắp mọi nơi trên thế giới. Để rồi, khi cầm trên tay cuốn hộ chiếu Việt Nam trở về quê mẹ, mỗi người dân xa xứ đều có thể an tâm, tự nhủ. Sắp về Tổ quốc rồi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cố lên! Vậy nên, hãy tự hào về đất nước của chúng ta để mỗi người dân cùng nhau đoàn kết vượt qua đại dịch.